Chúng ta sang phần 2 lớn là khái luận về quản trị dự án. Tôi không biết các bạn đã học môn quản trị doanh nghiệp hay chưa. Tuy nhiên thì dự án cũng là một cái hoạt động ở trong doanh nghiệp. Và quản trị dự án thì cũng có nhiều điểm tương đồng với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Và quản trị dự án thì cũng sẽ bao gồm 4 cái chức năng của quản trị doanh nghiệp. Đấy là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đấy là điều không thể tránh khỏi khi mà chúng ta tiến hành các hoạt động quản trị. Ngoài ra thì đối với việc quản trị dự án, chúng ta cần phải áp dụng tất cả các kỹ năng, hiểu biết, các công cụ kỹ thuật để đưa vào cái hoạt động quản trị dự án. Và người quản trị dự án phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc xây dựng các mục tiêu đã đề ra. Và chúng ta đi vào phần thứ nhất là khái niệm quản trị dự án. Quản trị dự án là tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc xác định, xây dựng, triển khai, thực hiện dự án nhằm đáp ứng các mục tiêu chuyên biệt và qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chúng ta vừa mới đi phân biệt cái hoạt động dự án với hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Đây đều là các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Tuy nhiên thì kết quả của dự án có thể là một kết quả riêng biệt trong hệ thống các cái mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Quản trị dự án là một hoạt động đặc thù mang tính khách quan, phản ánh toàn bộ các chức năng của quản trị doanh nghiệp như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Các nhà quản trị dự án cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp thì đều phải hoạch định hay còn gọi là lập dự án, tổ chức điều phối các hoạt động dự án, thì trong đó sẽ áp dụng các cái chức năng đấy là tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và đánh giá toàn bộ dự án, thì đây là việc áp dụng cái vấn đề về kiểm soát ở trong doanh nghiệp và đối với hoạt động dự án nói riêng. Quản trị dự án là một hoạt động phức tạp, khó khăn. Ở khía cạnh là chúng ta phải xử lý một loạt các cái tình huống phát sinh có thể diễn ra liên tục, đồng thời đối mặt với những biến động ở trong môi trường kinh doanh cũng như các cái yếu tố khác. Đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay thì quản trị dự án ngày càng trở thành một vấn đề bức thiết. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều các cái dự án của chúng ta vẫn còn đang dang dở và không mang lại cái hiệu quả như mong muốn, trong khi thời gian thì đã vượt quá cũng như kinh phí thì đã vượt quá. Và các dự án không mang lại hiệu quả ở Việt Nam hiện nay thì còn khá nhiều. Quản trị dự án thì đòi hỏi đội ngũ nhà quản trị dự án phải xác định rõ trách nhiệm cũng như phải có đầy đủ các phẩm chất, năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Xét về một khía cạnh nào đó thì hoạt động quản trị dự án có thể nói rằng còn khó hơn quản trị doanh nghiệp. Bởi vì các nhà quản trị dự án là những nhà quản trị chức năng chuyên biệt. Các nhà quản trị doanh nghiệp thì cũng như một người tổng chỉ huy, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều các nhà quản trị dự án, các nhà quản trị chức năng, và chúng ta chỉ chủ yếu điều phối các hoạt động của doanh nghiệp một cách nhịp nhàng. Nhưng nhà quản trị dự án thì buộc lòng phải chịu trách nhiệm về thực hiện tất cả các hoạt động trong cái kế hoạch dự án đã đề ra, đồng thời phải có những cái chuyên môn nhất định. Chính vì vậy mà nhà quản trị dự án xét ở một khía cạnh nào đó thì có trách nhiệm và vai trò còn nặng nề hơn cả nhà quản trị doanh nghiệp. Ví dụ như trong doanh nghiệp của bạn có một cái dự án phát triển một cái sản phẩm mới và bạn được giao nhiệm vụ là nhà quản trị cho cái dự án đó. Bạn sẽ phải làm ngay từ đầu. Đấy là việc bạn phải nghiên cứu thị trường, xác định cái sản phẩm mới là cái gì, phải tiến hành nghiên cứu, lập dự án đó, xây dựng ekip để làm dự án, xây dựng ekip để triển khai dự án, vân vân. Và cuối cùng là bạn phải chịu trách nhiệm rằng khi dự án này kết thúc thì cái sản phẩm mới đó phải được thị trường chấp nhận. Còn nếu thị trường không chấp nhận, tức là dự án của bạn thất bại, và khi đó bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp.